Ờ tự nhiên có một cái con chim lạ bay vô nhà anh đâu. Đúng không anh? À, nói tôi nhớ nhất. Bây giờ tôi nói bây giờ như thế đó. Quá tệ thôi chả gì vậy. Móm mém nói để mình thấy được cái niềm vui, nhưng thật ra thì đôi mắt của ông á nó không giấu được cái nỗi buồn mà. Ờ, xin chào cô bác quý chị. Hôm nay thì Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Thanh Bình của tỉnh Đồng Tháp để thăm lại cuộc sống của ông cụ hiện nay như thế nào, cũng như thay mặt quý mạnh thường quân để có thể gửi một ít tiền để cho ông cụ sinh hoạt hàng ngày, cũng như là ông cụ giữ gìn sức khỏe để ăn sáng nè. Và đồng thời thay mặt cho cô Vân ở Mỹ gửi những cái phần quà cho tất cả các anh thợ, cũng như là cho ông cụ để ông cụ có thể sử dụng trang trải trong cái cuộc sống hàng ngày. Hai cô bác anh chị, mời cô bác anh chị cùng vô đây để xem cuộc sống thường nhật của ông cụ vào thời điểm này. Ngày rồi, kể từ ngày mà bà cụ nhập viện thì ông cụ ở nhà cũng khá là lo lắng. Hình như là ông cụ ngày hôm nay xuống sức hơn so với những ngày trước nữa, đúng không anh Một Đồng? Thấy cặp mắt ông cụ hôm nay dữ luôn. Ổn quá. Ôi sao hôm nay ông cụ xuống sức chứ gì trời. Đi cà rừng như vậy. Con chào ông. Dạ, con chào ông. Ủa sao ngày hôm nay con thấy ông xuống sức như vậy, mặt xanh vậy? Dạ. Gương mặt của ông ngày hôm nay hốc hác vậy? Sáng nay ông ăn gì chưa? Ăn lọc lọc rồi, sớm rồi mới ăn cơm mà. À sáng nay ông có ăn đi ăn cháo lòng không? Có. Dạ rồi mới ăn cơm à. Ngày hôm nay ông ăn cơm gì á? Dạ nhỏ mừng người vô cho mớ sạch. Mớ thịt à? Dạ. Dạ à, có hồi sáng này gọi lấy tin thì mấy nhỏ rồi bà dứa mà giờ đổ cháo mắc đâm ống đổ cháo rồi thành ra rồi mấy biểu bà kêu bà thế coi bà nói chuyện được không, bà mở mắt kìa thôi nó không có nói chuyện được. Tôi nói như mấy nhỏ nó như bà có thấy cái bà không tệ quá trở về nhà đi ha, có mạng phần thì ở trong nhà cũng được. Mà thấy nó làm ống mà đổ cháo mà bà không vô rồi mà lại kêu bà thì bà mở mắt kia thôi chứ còn không nói chuyện được, thấy đó là cái vụ quá tệ. Nếu dứt nó hơi xin phép bác sĩ ra là gì bây giờ mình nắm bệ không trở về đây rồi như thế uống thuốc mê hay tim gì bệ bạ cho mà khỏe được rồi lấy còn mấy thì thôi chứ còn không ở dưới được, bởi vì Hà về này còn có con có cháu đồ thấy mặt về lẽ rồi chết con bà mang thằng ở dưới thành cũng nghiệp á. Nếu nó trở về nó bảo biết làm sao. Mấy ngày nay ở nhà mình thì ông ngủ chỗ nào? Ngủ chỗ đó. Dạ. Nhớ bà dữ đúng không? Thì ông cũng nhớ là bà nào chở đi rồi thấy cũng kêu xin má mạnh cho nó khoa chịu thuốc. Sáng ngày mấy nhỏ bắt tin cho coi á. Rồi coi thì thấy cái bà nó không ổn rồi. Đổ thuốc. Nhỏ trả lời đứa dâu nó cũng đi theo nuôi và đổ cháo mà đổ mà không chạy. Con nghe ông nói tâm sự trước đây á là ông với bà đến với nhau là khổ đi làm thuê làm mướn hết. Rồi sau đó là ở hai xác nhà lá mới đến một xác nhà tôn mà cũng người ta cũng ông cha nhà thờ cho. Ngày hôm nay thì cũng được hỗ trợ của quý mạnh thường quân giúp đỡ cho ông bà cụ thì cũng có nhà cửa đàng hoàng hết, nơi hết bị mưa tạt gió lùa. Thì chỉ một hai đêm ở trên cái ngôi nhà thôi thì bà cụ đột nhiên trở nặng, thì chắc tâm trạng bây giờ nó không nói thành lời phải không ông? Dạ. Dạ. Như bà không mới
như thế là như bác mình nói là không, bác không biết gì hết rồi. Thì tôi có nói viết rồi cha nó không ơi nắm bè không êm thì trở về đây đi. Rồi có chích thuốc khỏe cho bác có được không, được thì giàu cho cái gì cũng coi về lại có còn ngon cháo đông. Ông có chuẩn bị tinh thần ở cái trường hợp xấu nhất chưa? Dạ. Ông có chuẩn bị tinh thần ở trường hợp xấu nhất không? Dạ, dạ có. Có. Ông đang mấy ngày nay ông ăn được mấy chén cơm? Dạ, đi già ăn giỏi từng chén này rồi rồi nồi. Rồi sáng ngày thì đi ăn cháo, ăn củ tiếu rồi về đó. Cũng ăn cơm với thịt à. Rồi có chiều thì ăn được, có đói thì ăn được chén nè rồi. Như mà trong ba tử mình đâu có được ấy mà ăn chén nè no. Có buồn lắm, có buồn mà ăn nuốt không vô cơm đúng không? Không, nuốt thì vô mà liệu ăn nhớ là bả. Người già bả đau vì nhà mới mà thấy bả đau cũng buồn. Cái kỷ niệm nào mà từ xưa đến giờ ông với bà cụ gắn bó với nhau mà để cho ông cụ nhiều cái nhớ, nỗi nhớ nhất? À, thì cái hoàn cảnh thì vợ chồng thì phải thương với nhau rồi. Rồi con cái cũng đông đảo thì cũng hai vợ chồng hồi trước đó, thì bà cũng đi bằng mướn điên, rồi tôi thì bằng cái việc nặng nề cũng đi bằng mướn. Đi xứ nào cũng đi, đi sống về gì nuôi con thôi. Chứ còn đây là tôi nói thiệt, sống vấn đề nuôi con thôi. Rồi này con ruột về bắt đem cơm cho thằng ở trong mỗi bữa. Chị Sáu là phải đem cơm cho anh Cường thay cho Út Nhất. Còn thấy cho Nhất bởi vì Nhất đưa bả ra dưới rồi. Tự nhiên có một cái con chim lạ bay vô nhà anh đâu. Nó bay quần quần ngay chỗ cái giường của bà ngủ. Ôi, bay ra rồi. Nãy giờ bay quần quần quần. Em có suy nghĩ gì không? Nói chung là tâm linh là một điều gì đó nó khó giải thích lắm. Những cái điểm cái gì nữa mình cũng không có biết được. Và tuổi của bà cụ thì cũng đã lớn rồi. Cái tuổi 86 tuổi thì sức khỏe yếu dần là một chuyện bình thường. Và trên cõi đời này thì khi không ai thoát khỏi cái đường sinh lão bệnh tử hết á. Nên thành thử là em cũng không biết nói như thế nào để cho mà cô bác anh chị hiểu. Cô bác anh chị có thể đấy là một bình luận cho sự hiểu biết của nhỏ nhoi của các anh em ha. Ngày hôm nay á, khi đến đây mà nghe ông cụ nói về với bà cụ cuộc sống vất vả từ lúc mà còn vợ chồng còn son đến có con rồi đến về già có nơi yên ổn thì bà cụ lại lâm bệnh nặng, chưa cảm nhận hết được cái sự ngôi nhà của mình nó sang khang trang như thế nào thì bà lại gọi là trong một cái trạng thái nguy kịch hơn đồng ha. Thấy ông cụ ở nhà mình thương quá, tối ngủ buồn có bao giờ ông cụ khóc không? Từ bà đào thì đến nay nằm đây cũng người nhớ suy nghĩ đó. Thì tôi là cũng yêu sinh làm đạo thì kêu chú bà đó. Rồi tôi xin cho bà được mình giỏi, cho bà về nhà mới. Thấy ra về nhà mới được có bao bà ngày xuống. Rồi bởi thấy lấy tin hồi sáng này thì mấy nhỏ nó cũng điện cho coi đó thì thấy có mùa không êm. Giờ lỗ cháo mà trong đâm ống vô họng mà thấy không êm rồi. Rồi kêu bả thì bả mở mắt vậy thôi, chứ không có trả lời gì với mình được. Chỉ là mở mắt vậy thôi. Nếu như được nói một lời nào cho bà cụ nghe vào thời điểm này để cho tụi con có thể đi đến Long Xuyên truyền đạt cho bà cụ thì ông cụ sẽ nói là gì? Dạ,
nói cho bà nhớ giấc bây giờ tôi nói bây giờ như thế đó quá tệ thôi trở về đây đi mà tìm thuốc cho bà làm mà như thế gượng bà có mạnh được thì được còn được thì bà gà má có lỡ mang thằng thì con bé cũng có con cái đồ đầy đủ còn cho ở dưới thì vắng vẻ mà bà mắc thằng hồn quân tội nghiệp đó. Nếu như mà đứng kế bên hiện bây giờ, nếu như mà đứng kế bên bà cụ á, thì ông cụ sẽ nói với bà cụ điều gì? Tôi nó cũng nói về biết gì à, thì tôi cũng kêu xin bà cho bà cũng được mạnh giỏi, được căn nhà mới, mà thấy có bà không nghe rồi. Hồi sáng có nói kêu lặn bà coi bà có nói chuyện gì được lắm, tôi có thể nói chuyện với bà. Nói giờ mấy nhỏ giờ bà nắm mắt không chỉ mà mở về thật bây giờ cũng nắm lại cho không có Muốn nói chuyện với vợ mình cũng nói không được không ha. Nó không được. Nhưng mà bây giờ ví dụ như bà cụ có nghe được thì ông cụ sẽ nói điều gì? Tôi cũng bà ráng phần hồn như thế phần xác của bà thì bà cũng ráng lo đi. Phần xác và phần hồn bằng đạo đó giờ hãy vậy. Bà phải lo lại đọc kinh sách lại kia cũng kinh sinh nữa coi coi nhắm bề như trời đất ơi có giúp cho bà được mạnh giỏi không ấy, còn bà lại cái số phận bà tới đây là cũng bà đi thì cũng biết sao giờ. Trong vừa nói để mà tiếp khách á thì ông cụ móm mém nói để mình thấy được cái niềm vui, nhưng thật ra thì đôi mắt của ông á nó không giấu được cái nỗi buồn mà những ngày qua ông nhớ bà cụ và lo lắng cho bà cụ như thế nào. Chắc có lẽ là qua thông qua màn hình này á thì cô bác quý anh chị sẽ không cảm nhận được hết được cái tâm trạng của ông cụ vào thời điểm này, và cảm nhận được những người mà thực hiện những cái buổi ghi hình như thế này. Mình với anh Một Đồng á, có một cái cảm xúc chung, không biết thì anh Một Đồng như thế nào, nhưng mà đối với em như thế này anh Đồng ha. Cái mấy chục năm qua rồi, đã gắn bó với nhau từng đồng cam cộng khổ, từng mưa gió, từng dìu dắt nhau qua những lúc thăng trầm nhất, những lúc hoạn nạn nhất, và những khi mà trái gió trở trời còn lo lắng cho nhau được. Ngày hôm nay thì đã là cái tuổi gần trăm tuổi già, thì muốn nuôi bà cụ cũng không có đủ sức khỏe để mà nuôi. Bà cụ, ông cụ nói với bà cụ là thôi phần phước của bà, bổn mạng của bà, phần xác của bà cố gắng lo tôi, chứ tôi cũng không biết sao nữa. Ông cụ nói như vậy nghe mà nghẹn lòng lắm. Riêng anh Lòng thì anh Đồng thì cảm thấy sao? Anh thì cũng rất là nghẹn, và đến đây thì một phần mà cái điều đáng nhớ nhất là khoảng hai ba ngày nay thôi đó là ông cụ nhường cho bà cụ nằm trên cái chiếc võng, em còn nhớ không? Nhớ. Nhường cho bà cụ nằm trên chiếc võng thì ông cụ ngồi trên cái bụi giạc và nhìn bà cụ đưa toàn ten. Đó là một điều mà anh nhìn nhiều khi cái tuổi trẻ mình cũng chưa được như vậy luôn. Trải qua biết bao nhiêu thăng trầm rồi ông cụ phải lo cho bà cụ này nọ đó. Rồi nói chung ra tuổi già thì ai cũng phải như vậy hết á. Ông cụ còn tiền ăn cháo không? Không còn. Tôi định để cùng bà con giúp cho. Rồi thấy vậy cái đường đi cát bắt cát quá, thấy vậy cũng lo đưa tiền cho mấy nhỏ làm cái đường cho vô cho sạch sẽ. Ông cụ còn được bao nhiêu tiền để mà ăn cháo? Dạ còn cho bà con giúp cho con có 500. Nhâm 500 rồi. Bị làm cái đó rồi mua cái màn rồi cũng tôi mua mình bông không mới lên không có mắc điện ra ngoài thành phố người bán bông á kêu ấy rồi người ta lên vô mình 100 tôi cũng lo. Chắc có lẽ là ngày hôm nay á là Bùi Hồ qua thăm để cập nhật tình hình của cô bác của anh chị á. Thì cũng ông cụ ở nhà một mình, ông cụ biết nấu cơm mà đúng không? Biết. Đây là một cái phần quà 2 kg khô sạc á của cô Vân ở Mỹ.
với lại một chỉ dấu tên ở Malaysia với là 1 kg. Cảm ơn nghe và cô Vân rất nhiều phải không? Gỡ để không ăn những thuốc mà khó ăn. Tại vì tôi cũng cảm ơn cậu giúp đỡ cho tôi cá này, tôi cũng cảm ơn nữa. Dạ. Đây 2 kg khô sạc thì là của cô Vân ở Mỹ với lại một chị dấu tên ở Malaysia. Dạ. À, ngoài 1 kg khô sạc đó thì chị còn gửi cho ông 300 nghìn. Dạ. Dạ, để ông ăn sáng. Đây là cái phần quỹ của Quý Mạnh Thường Quân mà con đã chưa làm sổ tiết kiệm cho ông Nhất. Ngày hôm nay cũng gặp khó khăn như thế này, con sẽ qua thăm ông thường xuyên. Và trước mắt thì con sẽ gửi cho ông là 1 triệu để ông có thể đi ăn sáng, mua đồ lặt vặt ở trong nhà. Vì cũng còn là điều... Còn có 500 mà, nhưng mà gửi nhiều thì ông cụ không được. Mua xi măng với màng rồi. Dạ. Bông rồi là dạ. Thấy mới ngày nào thờ tới mà không có bông. Rồi mới... mấy nhỏ nó cũng quay gì ở ngoài thành phố mấy người bóng bông á. Dạ. Cũng trán cái nền có tiền là cũng làm cái nền đi cho bà cụ đi không bị trơn tré trơn trượt. Làm cho lá nhà bà đi cho khỏe. Rồi già làm rồi thì bà chở bà đi rồi. Ông cụ vài ngày nữa con sẽ qua thăm ông. Ông cứ sử dụng số tiền ăn cháo rồi cho nó thoải mái. Cố gắng ăn uống nhiều vô để giữ lại sức khỏe để bà cụ có thể về để mà gặp ông cụ. Còn khô này ông cụ cứ bỏ ở sạc nó, bà chị Sáu á luộc hay hấp gì cho ông cụ thích ăn. Tại vì ông cụ thích ăn á. Dạ. Tôi cũng cảm ơn tại cả Hưng Nguyên để giúp đỡ tôi. Tôi cũng cảm ơn lắm vì bà gì bà con cũng giúp đỡ mà không biết là lắc đầu là tôi cũng cảm ơn nhà chú giúp đỡ là giúp đỡ cho tôi. Dạ dạ dạ. Rồi thôi ông cụ nghỉ ngơi ha. Dạ. Yeah. Dạ. Mấy ngày qua thì thay mặt cho Út Nhất đem cơm cho anh Cường thì có khó khăn gì không chị sao? Không, dạ. Mình thì mình phải lo sáng chiều cho chứ không có khó khăn gì cho chị đâu. Ừ, thấy. Vô không có cử, không có gì đó. Mới thầy cô này vô đứng bên bển dòm thử đó, cừ. Thấy mẹ là, thấy Út biết Út Nhất đang lo cho mẹ bệnh không? Biết. Anh Cường á? Nói, chị có nói. Nói sao? Mà cũng chắc là không biết. Vì nó cũng như má bệnh rồi giúp nó chở đi vậy đó. Cưng ở nhà ăn cơm đừng có quậy nha. Người nói thì cười vậy chứ. Cười cũng không biết má. Vậy hả? Cũng như quên. Quên rồi. Mà đều không có quậy. À mấy ngày nay chị Sáu có đi làm không? Thì đi hái giờ mới về nè. Có nhỏ con ở nhà cái nó nấu cơm nó sẵn gì đó. Rồi về chị mới đem vô. Rồi về chị mang thì mới đem vô. Cố gắng lên. Út Nhất bữa nay cũng truyền nước biển nữa kìa. Thì bởi vậy hồi nãy về nghe anh ba nói nó mệt rồi. Rồi giờ nói với cơ đặng cưng vô nước biển mới thâu tiêm bầu dưỡng vậy đó. Cho khỏe. Với để chị đây đi coi hở sắp xếp hả, dứt có mệt thì kêu anh Sáu đi với Thế. Cũng như ở ngoài có người ta có sai giặt này kia đó. Đặng Thế chứ. Như nhổ răng mình biết sao không, đã lại hổm rài 2-3 tuần rồi giờ quay lại nhổ răng ăn không được. Mà giờ cái đưa đi cái này nó đuối lắm. Chứ không nổi. Mà dòng mình trên đây giờ người nào đấy cũng là cùng với xìu với nhớt mà cũng phải ráng đi. Như chồng chị ấy cũng ốm yếu đi màng mà đều cũng như cái sức khỏe anh đi được. Thành ra nó để hở giúp nó có mệt nó gì nó nghỉ vài bữa đó. Thành ra kêu anh đi. Làm thuê làm mướn ngày nào mà nghỉ thì ngày đó coi như thất thu là lại đói luôn. Thì bởi vì mà mình cũng ráng kệ cũng như cha mẹ mình cỡ nào mình cũng phải chịu cực đi. Cũng như thấy anh còn sức khỏe đó. Đỡ hơn chị đó. Thôi cố gắng giữ gìn sức khỏe đi thôi. Xe không có được, nào gì đi hở đi xe lên là chóng mặt á. Bởi đó giờ đâu có đi đâu. Thì cũng màng ráng cho vô cũng mệt. Điều như em mình vậy mình ráng. Rồi thôi, cố gắng giữ gìn sức khỏe ha. Ông cụ xem tình hình của ông cụ như thế nào và để biết cái cảm xúc của ông khi lo lắng ra sao khi mà bà cụ phải nằm bệnh viện 2 ngày nay. Khi mà qua đây thăm ông cụ á thì Bùi Hồ cũng thay mặt cho cô Vân ở Mỹ gửi cho các anh thợ, tổng cộng thì có 9 anh thợ thì sẽ 9 bịch khô sạch bổi. Mỗi một bịch như thế này là 1 kg cô bác anh chị. Này là cũng khô 2 nắng hút chân không nên nó chưa có khô lắm và cái con khô này thì rất là ngon. Trước đây thì Bùi Hồ cũng có gửi cho anh Hợp dùng thì thấy sao anh Hợp? Không, ngon. Dạ. À, này là em gửi cho anh nhận cho các anh thợ sắt anh Vũ bên anh Vũ luôn. Bên anh là 4 anh thợ đúng không? À, mình đi 5 bên kia 4. Bên anh là 5 bên anh Vũ 4 thì anh nhận giùm em là 9 bịch ha. Dạ dạ. Phần quà của cô Vân thì gồm có 10 bịch khô sạc bổi như thế này cô bác anh chị.
10 bịch khô sạch bỏi này còn một phần tặng cho ông cụ ba cúng nhất nữa. Thì bây giờ thì Bùi Hồ giao để cho những ngày mà ông ở nhà đó thì ông có thể hấp khô hoặc là ông có thể chiên hoặc là nướng ăn cho nó tiện hơn. Rồi, anh đại diện anh nhận giùm em ha. Rồi cũng đây, đây là chín bạch hành ha. Này giờ bỏ vô ngăn đá đi. Hoặc là anh có thể tháo anh phơi một lần đại diện anh em thợ hồ thợ sắt cũng cảm ơn cô dân rất nhiều. Do lý do là anh Tú á thì cũng đi đi khá là lòng vòng mà không biết kiếm ở đâu, nên Bùi Hồ sẽ gửi cho một cô ba là bán cà phê mà anh Tú thường hay uống á. Rồi đây là phần quà của chị Hàm Mon ở Gia Lý cho 3 ký khô cho gia đình của Úc Tú, với lại còn dư lại là 80.000. Thì cái phần này là gửi cho Úc Tú giùm giùm con ha. Dạ, gửi cảm ơn chị luôn ha. Và cũng cảm ơn chị đã ủng hộ khô của Bùi Hồ. Xin chào và hẹn gặp lại cô bác anh chị ở video clip sau. Rồi, bye bye, giữ con ha. Gặp Tú đưa con với. Dạ.